Lào Thăng Sài Gòn xin kính chào quý vị Lời đầu tiên, ở cho phép tôi gửi quý vị Lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống à, Thưa quý vị, hôm nay tôi quay lại đây Để chia sẻ đến quý vị ở Cái quan điểm của tôi liên quan đến cái sự việc Của trọng súng Và một số kênh Youtube Mà như quý vị cũng đã biết Trong những ngày qua Đã có những cái hành động Những cái cử chỉ thậm chí là những cái lời nói phát ngôn trên cái kênh một số kênh đó là nó vô cùng là phản cảm nó gây cái sự bức xúc và phẫn nộ cộng đồng thì hôm nay tôi quay ở đây cũng để chia sẻ với quý vị một số cái quan điểm liên quan cái sự việc này cái hôm nay tôi muốn chia sẻ với quý vị là cái căn nhà và công việc của trọng súng thì quý vị không biết là trong số này à, quý vị có nghe mà trên một số kênh nó có nói hay không? À, có một à, mạnh thường quân, một vị khán giả nào đó thì có nói rằng là đang có một cái miếng đất trống ở tại Thủ Đức và sẵn sàng để cho trầm súng ở tạm đó xây một căn nhà hay là một cái chòi ở tạm đó để mà mưu sinh ở trong những ngày ở Sài Gòn để đỡ đi khoản tiền nhà. Thế thì nói cái sự việc này tôi mới nhớ lại cái sự việc mà cái giai đoạn trước dịch đó quý vị cũng được mà một vị đại gia ở bất động sản cũng cho một cái khoản đất gọi cho mượn một khoản đất và cũng được bác Ba Trầu ở cho một khoản tiền để xây lên một căn nhà tạm để ở mưa trên mưa che nắng. Nhưng cuối cùng sao? Đồng tiền đó là đồng tiền của mạnh thường quân. Bác Ba Trầu cũng trích ra để mà chia sẻ cho cái trường hợp của trọng súng. Khi mà căn nhà xây lên thì trọng súng ở một khoảng thời gian chứ không ở như mà cái tâm nguyện của một số mạnh thường quân. Không phải như cái tâm nguyện Bắc ba trầu là cứu giúp một người Mà để họ có những cái nơi ăn trốn ở Để họ cái như là có an tâm Lo lắng cho cái cuộc sống gia đình Để lo cho những đứa trẻ Thì cái sự việc đó thì tôi mới liên tưởng đến sự việc Mà có một vị khán giả ở Thủ Đức Có nhà ý là cho mượn cái khoảnh đất đó để xây một nhà tạm cho đồng xuống ở trong những ngày ở tại sài gòn thì quan điểm quý vị thế nào tôi không biết chứ mà tôi có những cái nhận định cái thứ nhất ấy, là trước những ngày qua đó là trầm súng nó cũng đang ở với thủ đức đang ở nhà ông phúc ấy, là ở với thủ đức đúng không ạ nhưng nó muốn là nó ở gần mẹ nó nó mới lên trên này nó mới lên trên này nó thuê nhà nó ở rồi từ cái chuyện mà thơ nhà rồi bị chủ nhà đuổi rồi dầm mưa dãi nắng thì chắc quý vị cũng đã hiểu chắc quý vị cũng đã biết rồi và đưa con ra cái như là dầm mưa rồi đưa con ra ngủ tại quán cà phê quán cà phê giọng để cả một đêm để chờ cái nhà trọ và theo những cái thông tin mà quý vị nghe được là thuê bữa đó là năm sáu căn nhà mà người ta vô vừa vô là người ta đuổi ra vừa vô người ta đuổi ra thì lý do thế nào cho quý vị cũng đã biết chỉ có cái đơn giản cái lý do mà bị đuổi ra khỏi nhà đó là rất nhiều kênh youtube nhảy vô quay làm mất cái an ninh trật tự khu vực đó làm xáo trộn đi cái cuộc sống của một số bà con ở trong khu trọ đó Cho nên á, chủ trọ họ đuổi là chuyện đúng Họ không cho thuê là chuyện đúng Mà cái đó là một trong những cái chiêu bài Nó nằm trong cái chủ đích của bọn này Tới coi nhà Mục đích của nó là tới coi nhà Để mượn cái khung cảnh để quay Chứ không phải là tới mục đích là để thuê nhà Giữa hai cái khác chứ hoàn toàn Nếu nó tới thuê nhà Thì không bao giờ nó tràn vô hàng loạt kênh youtube Để chỉ máy quay vào mặt con người ta đó là một trong những hành động là nó không có cái sự văn minh. Nó vô cùng mất lịch sự. Đúng không ạ? Cho nên tôi từng nói rồi những đứa mà nó vô thuê nhà gia động súng á. Mà nó chỉ mấy trong mặt của chủ nhà mà nó vô dãy trọ nó quay là những đứa đó. Những đứa nó vô cùng thất học. Nó không có văn hóa thiếu sự giáo dục. Nó không biết là lịch sự là gì. Cho nên có những hành động phản cảm như thế. mà sinh ra là chủ nhà họ ức chế họ bực họ không cho thuê mà đó là một trong những cái chiêu bài nó đi là đúng bài đúng bài trên cũng từ vấn đề đó mà nó mới nhận được một khoản tiền nó ra bờ đó bụi nó ở nó mới lấy được tiền chứ còn nó ở mà dưới cái sự cưu mang của một mạnh thường quân nào đó mà cho nó một căn nhà để nó ở tạo nó một công an việc làm ổn định thì không bao giờ nó lấy được đồng tiền của mạnh thường quân không bao giờ lấy được đồng tiền của một số người nhẹ dạ cả tin mà nó phải có những khung cảnh như thế Trên vừa rồi có những cái khung cảnh mà nó là đang trời đang giúp trọng súng nó vô nó thuê nhà bị người ta đuổi ra nó cố tình để cho chủ nhà đuổi ra để tạo nên những cái hoàn cảnh xót xa Đấy. mà đâu phải là một chỗ đi năm bảy chỗ chủ nhà đuổi ra hết vì sao mục đích của nó là để tạo nên một cái hiệu ứng Đấy. chỉ cần ló cái mặt vô là chủ nhà đuổi ló mặt kêu chủ nhà đuổi và cái hiệu ứng đó là một trong những cái điểm nhấn nhất mà để đánh vào cái lòng thương xót quý vị nhất bên cạnh đó trời cũng đã giúp nó là lúc đổ mưa quá lớn con nó là nó giải ra ngoài mưa ngoài nắng này. tắm mưa tắm gió đấy để tạo sự thương xót thì bà con phương xa cái biết đâu nó trời ở thành này sao nó khổ thế không biết nó đúng nó sai thế nào chuyện biết cho bây giờ là thấy con nó tội thôi ngựa tay giúp đỡ cho con nó đúng không ạ ngựa tay giúp đỡ cho con nó đi để cho mình cũng làm phước để mà bòn phước mà thì thật sự cái tâm lý mà một số bà con phương xa là cái gửi tiền về mục đích là bòn phước cứ gửi người này xíu người kia xíu đó để mà lấy cái tích tích công đức lại cho mình nhưng bà con đâu hiểu đó là một trong những cái chiêu bài một trong những cái bước đi của nó mà thật sự chỉ có chỉ có một số bà con cũng đã nhìn nhận ra nhưng đại đa số là chưa nhìn nhận ra cái bước đi này Tôi cũng có những cái bài phân tích nó rất rõ ràng cho cái trường hợp này cho nên tôi nói là cái không có một thằng ăn trộm nào mà nó đứng ra thừa nhận là ở tôi là thằng ăn trộm đúng không ạ phải qua sự đấu tranh qua sự điều tra khám phá rồi đồ nó mới lòi ra những cái bằng chứng rồi nó mới thừa nhận cái thời xưa mà như bao công sự án là cái như tất cả là cái như cái dao đã cờ cổ đã trảm rồi mà cuối cùng là cái như nó vẫn là quang quan cái như nó bị oan mà thực sự bằng chứng đã có đấy. cho nên không có thằng nào mà nói là cái nó là bị bị nó là thằng cái như là 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 ăn trộm hết nó lúc nào cũng oan hết thậm chí tôi nói quý vị cái số tài khoản nó gánh trên cái kênh của nó nó còn oan oan mà tôi không gọi từ thiện tôi không có kêu gọi cái trường hợp trọng súng và bằng chứng đã có đấy trọng súng cũng từ cái lúc mưa từ cái lúc mà ra ngủ ngồi quán cà phê dọn đấy mới có được khoản tiền như thế cho nên tôi nói trời giúp trọng súng lý do đó mưa tầm tả luôn nó ra đó mà đất sài gòn thì quý vị cái cũng biết rồi thời điểm mà mùa đây là cái như là chiều chiều là mưa là mưa cái như, như, như nước đổ đó là một trong những cái hình ảnh nó bi thương nhất nó xót xa nhất đánh vào cái lòng thương hại quý vị nhanh nhất Đấy. và cũng từ những khung cảnh đó mà mới có một cái vị đại gia thứ hai xuất hiện đó là cho mượn đất để làm cái nhà tạm thì cái này tôi không biết là nó có giống giống cái trường hợp của người thứ nhất hay không cho cái vị này ấy, là cũng muốn rằng là giúp trọng súng nhưng nên giúp giúp cho thật tâm hoặc cái thứ hai tôi nghĩ thế này cái thứ hai tôi nghĩ thế này đó có phải là một cái lời mà kêu gọi để mạnh thường quân là đẩy tiền gì để xây nhà cho nó hay không giống nhá nhá hàng xíu đúng không ạ rồi chắc anh sẽ có các bạn thân quân sập bảy liên lạc về liên ừ rồi chỗ đó xây sao rồi cái như là có người nào cho tiền hay chưa rồi có tiền nó làm hay chưa chứ trọng có tiền nó mà làm cho nên là nhá nhá xíu là cũng có người nhà ấy giúp đỡ cũng bon phước yeah. cho tôi nói có rất nhiều cái chiêu trò mà mang chắc nó đánh động nó đánh động vào đó để cho là cái như mang chắc là ném đá dò đường xem cái như là có ai nói năng gì không có ai cái nhã ý giúp đỡ gì không đó quý vị thấy đấy tiền nó đi mua cá phóng xanh mà nó không mua được cái bóc đánh ranh mà cũng chính bọn YouTube này nó dẫn dắt từng ly từng tí một trọng súng nó giặt đồ không có xà phòng quý bà con. Trọng súng nó không biết đánh răng quý bà con. Đó là kết quả sao? Cũng có một cái vị mà mà Lina đi đồ gì bên Mỹ đó cũng gửi cho một mớ tiền rồi cái như để mua từ cái như là thùng sữa cho con đến cái bót đánh răng. Tôi nói là nếu mà như thế thì tôi thật sự Ai cũng muốn như trọng súng Nó khổ quá mà Nếu cần nó ho lên một tiếng là phải các người kể Như là Đẩy tiền gì để lo cho nó Đấy. Mà những đồng tiền đó Thực sự ra tôi không biết là đồng tiền Có phải mồ hôi nước mắt của chị Linda này hay không Đấy Chứ những đồng tiền thấy chị gửi ở trọng súng Tôi thấy nó vô nghĩa Trọng súng tôi khẳng định nó không phải trường hợp đáng thương Để chị gửi Đấy. Còn nếu đồng tiền của chị làm Không không rớt mồ hôi không soi nước mắt thì cái như tôi nghĩ là chị nên tìm cái cách khác để chị làm thiện cái chị đang dùng những đồng tiền đó mà chị đang tiếp tay nữa đó là một đồng tiền của chị đang đi vào con đường ác Đấy. nó ý lại nó không chịu cầu tiếng mà nó là chay lì thậm chí quý vị cứ nghĩ là thành trọng số một đứa con ngon hiền nó ngon hiền nó lúc nào nó cũng đưa mẹ ra nó cứu mẹ rồi trả nợ cho mẹ mà quý vị đầu thấy đó nó lên lên kênh nhịp sống đi nó quốc mẹ nó 3 triệu rồi đó mà mẹ nó cũng lên cái cộng đồng mạng cũng đứng ra khóc như thật tôi không hiểu bà này khóc vì lý do gì bà khóc vì bà mừng bà được lên cộng đồng mạng bà chia sẻ số nợ của bà hay sao đó mà bà khóc mà nhìn cái mặt nó thực sự ra nó đâu phải là cái mặt mặt mà 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 mà, mà khóc bà khóc nước mắt mà cái mặt là mặt cười nó khổ thế còn thằng động xuống lúc khóc lúc cười tôi thấy là cái khuôn mặt nó như nhau không biến sắc mà cái gia đình gì mà lạ vậy mẹ lên cộng đồng mạng cũng nói nợ mà con lên cộng đồng mạng cũng nói nợ mà cha lên cộng đồng mạng cũng nói nợ cái nợ đây đâu phải là cộng đồng mạng gây ra cái nợ đó là do cái nợ này là siêng anh nhắc làm lười lao động này thích đỏ đen đó, nó ra số nợ thế cái tiền mạnh thường quân cũng là dục cho mấy trăm triệu rồi đó cả nhưng cũng nuốt cho hết rồi bây giờ lên cộng đồng mạng tham tham trách phận là làm là sống cộng đồng mạng để được gì lấy lòng thương xót lúc nào cũng là một người con có hiếu lúc nào cũng là mẹ tôi nói thật sự khi mà tôi nghe nó nói những cái từ đó mà thật cái gì ứng da gà tôi nói cũng cuộn những lời nói không thật mà nó toát ra ngay từ cái ánh mắt từ cái cử chỉ hành động còn đi giải thích cho con vợ nó là một người con kể như là được nuông chiều từ nhỏ nhưng bây giờ không có biết nấu cơm rồi thế này thế khác không chăm lo cuộc sống gia đình tôi nói thật quý vị chỉ có những con đàn bà nó mất nết hư thân nó mới là xem cái gia đình là một quán trọ nó không bỏ công bỏ sức ra để nó vun đắp gia đình đúng không ạ chứ nếu một con đàn bà xin thưa lỗi xin, xin thưa quý vị đó nó biết vun vén cái hạnh phúc gia đình thì giờ tôi nói là cái công chúa kia nè mà đi mà cái như được gã vô trong một cái nhà nông bằng nông đấy nó cũng phải là nó cầm lưng nó ra nó lao động kiếm sống cũng có một số cái bộ phim cổ tích quý vị cũng thấy rồi đó công chúa mà gả vô nhà cái bằng nông người ta vẫn là cây sâu cuốc bẩm người ta mới có tiền người ta sống mới có lúa người ta ăn có gạo người ta kể như là mới ra những cái sản phẩm bánh trái rồi chứ cái cô công vợ trọng súng nó là cái gì ở xã hội này mà cái như là được cưng chiều nó bây giờ là cái nhiệm vụ nó bây giờ gì trọng súng chẳng nó đẻ thôi hả nhiệm vụ bây giờ gì làm vợ đồng súng với nằm đó mà đẻ thôi đẻ xong rồi cái đẻ thành trọng súng đó, nó ôm mấy đứa con còn đồng bạn nó than khóc rồi bạn thì cũng phải nuôi đó đó mới là đúng cái bài đúng bản chắc cái bọn này đó ít ra đồ đạc áo quần chồng con ta phải lo ta giặt cái nhà ta ở thuê hay ta có ở nhờ ở trực, ở ké thì ta cũng phải dùng cái cây chổi ta quét cái nhà gom dọn cho nó sạch sẽ cái nhà cái vệ sinh quý vị thấy không? lúc mà nó ở chỗ nhà phúc rồi lúc mà nó xuống ở thuê cái nhà vừa rồi nó bừa bộn mà tôi thấy là cái, cái nhiều đứa nó vô đó nó quay nó là cái nhà ha khoi hay nước đái đồ nó đổ là được đái của thằng con nó thì thằng con nó nhỏ thì đúng nó đái đúng rồi chứ mà con mẹ phải dọn thằng chồng và thằng cha cũng phải dọn cái cuộc sống gia đình ta phải tôn trọng cái cuộc sống gia đình ta mới là cầu tiến được chứ còn tôi đảm bảo quý vị khi mà cái như cái cuộc sống gia đình mà nó không có một sự tôn trọng không có một sự tôn trọng thì đâu còn cầu tiến cầu tiến nó làm gì Người ta sống trên đời người ta phải có mục đích Mục đích đến của người ta là gì Đấy. Thì khi người ta đã có mục đích đến rồi Thì trên từng bước đi Để đến mục đích đến đó Đó người ta phải đi từng những bước vững chắc Thế còn bọn này nó thật sự nó sống giống như là Sống hôm nay biết hôm nay Sống ngày mai biết ngày mai Thật sự nó không biết cái điểm đến nó là gì luôn Thậm chí xin thưa quý bà con nói ra nó tội mấy đứa nhỏ chứ những đứa con nó bây giờ nó thật sự đang có nguy cơ thất học Mà nó không biết lo. Nó chỉ biết bây giờ đưa những đứa con nó ra làm thế nào để mà đánh được vòng thương hại của người khác. Để lấy được tiền. Chứ nếu mà thằng Trọng Súng á. Nó, nó hiểu chuyện. Con vợ nó biết vung vén trong cái gia đình. Thì giờ nó ở phía nội, phía ngoại thì tôi nghĩ nó cũng như nhau hết. Thì bà ngoại thì cũng giữ cháu. Để vợ chồng nó đi làm thật bà nội giữ cháu để vợ chồng nó làm chứ tôi nghe nói là Thành trọng súng nó hy sinh cho đời trai của nó để nó dìa nó ở rễ để con thì nó chăm sóc cái như mẹ nó thì cái chuyện tôi xin thưa quý bà con cái chuyện mà chăm sóc cha mẹ thì đó là cái trách nhiệm của những người con đúng không ạ nhưng ta chăm sóc ta phải đi làm có tiền ta mới chăm sóc được muốn chăm sóc muốn làm người con có hiếu việc đầu tiên ta phải có sức khỏe đó rồi ta dùng sức khỏe dùng trí tuệ của mình đó ta đi làm kiếm tiền để lo cho bản thân lo cho những người thân bên cạnh đằng này quý vị cứ nghe nói khang cái gì đó tôi nghe toàn nghe nó nói thôi chưa có thấy nó có một cái hành động gì mà để nó làm ra được một cái sản phẩm hay làm ra được những cái mà nó thực Cho nên cái đám YouTube bu theo quay này nè Nó không có những hành động cổ xí Nó có những hành động hô hào quá trơ rẻ Nó đưa những hình ảnh bất chấp Đấy. Ngay cả giờ trọng súng nói đúng hay nói sai Nó cũng không biết nó đúng hay sai Miễn có phim mới đưa lên được rồi. nó mờ mắt trước cái đồng tiền nó mờ mắt trước cái dư luận Đấy. Chứ nếu mà nó biết phân biệt đúng sai thì những cái đoạn mà các thấy mà nó không hợp lý nó không có một cái 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 tính nhân văn đó thì cắt ra đằng này quý vị thấy đó cái con mà cái con trọ trẻ đấy vợ chồng trong súng cãi lộn nó không đưa lên bất chấp tôi chửi một đoạn rồi bắt đầu giờ clip nó xóa rồi một con đàn bà đi quay những thức phim đó mà cái liên quan đến hạnh phúc gia đình người ta mà cũng đưa lên như thật lúc mà trọng súng nó là cái nó bảo đưa lên lúc là nó là cái tự ý con đấy đưa lên đấy cho nên bọn này nó thực bây giờ nó rối như cái nầu cháu heo lúc ấy, thì thế này lúc thì thế khác mà nó thật sự đại đa số nó lên những cái kênh này nó lên là mục đích nó gạ tiền mạnh từ quân là chính nó cứ đưa ra những khoản nợ của trọng súng Rồi nó gạ những khoản nợ trọng súng Thậm chí bây giờ nó bắt mẹ của Trọng Súng phải vô làm một diễn viên bất đắc dĩ. Đấy quý vị thấy đi. Cái những cái mà nó vô cùng nó bị ỏi mà vô cùng nó quá cái như là nhũng nhiễu như thế. Mà nó vẫn làm được. Cho nên xin thưa quý vị, nó còn nhiều cái điểm khúc lắm. Mà một cái 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 đoạn clip này thì không thể nói hết được thì thôi clip này tôi cũng xin quý vị cho tôi dừng clip ở đây một lần nữa tôi chúc quý vị lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và hẹn gặp lại quý vị ở các clip tiếp theo tôi xin nghe bye bye quý vị